Xuân Bình, Hà Nội, phố đỏ. Đập Doãn Dũng, Kinh Bắc, phố xanh. Hai đô và giữa giới. Hai đô xe đạp. Hai đôi chuẩn bị, các trọng tài chuẩn bị, trận đấu bắt đầu. Hai đô vào giữa sân. Trận đấu tiếp tục. Hai đô vào giữa sân. Trận đấu tiếp tục. Ra ngoài rồi.
Hai đội vào sân sớm. Tiếp tục thi đấu. Hà Nội Thổ Đỏ thắng cuộc.